Mà cái Facebook là mình cần cái số điện thoại hay sao thầy, hay là địa chỉ email này? À, tạo tài khoản Facebook thì mình cần số điện thoại cũng được hoặc là cần email cũng được, tức là nó cho phép cả hai thứ đó đăng nhập. Anh Hùng có tài khoản Facebook Dạ có không? Ok số điện rồi. thoại. Số điện thoại được mà, số Không điện mà thoại nếu nếu mà nếu mà Facebook mà mình tạo nhiều cái Facebook thì mình email là nó đỡ tốn tiền hơn. nhưng mà vấn đề là tạo nhiều Facebook để làm gì? Thì giống như là ủa Facebook của nhà thuốc là ghi, Facebook của phòng khám là ghi. À không, đấy là fanpage thì không cần. À Fanpage thì mình tạo từ một cái Facebook cá nhân của anh ra là đủ. Anh có thể tạo ra 100 cái fanpage cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà khi anh tạo ra rồi thì anh phải hoạt động trong 6 tháng, nếu anh không hoạt động thì nó sẽ hủy cái page đấy. dạ. Rồi. Thì trên Facebook hiện nay thì chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ hướng dẫn cho anh Hùng rất là chi tiết một thanh nữa. Đây là một số những cái dự báo về bán hàng online của mình. Năm nay thì thôi ta bỏ qua. Covid diễn biến phức tạp, giao thương thế giới khó khăn, chủ nghĩa bảo hộ lên cao, chiến tranh thương mại tiếp diễn, vân vân. Những cái này chúng ta không quan tâm lắm, chúng ta quan tâm đến là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh rất là nặng như là du lịch, giao thông, hàng không. Nhưng mà ngành dược, ngành thuốc, ngành bán lẻ thuốc thì rất là tốt. Đấy. Thuốc vẫn là một trong những cái cơ sở mà được phép mở bán, vì nó là rất thiết yếu mà. Kể cả dịch bệnh nó vẫn được mở bán. Nếu mà họ họ bắt đóng cửa thì là không hợp lý đâu, phải mở bán. Và mình có thể chạy quảng cáo là nhận bán đơn hàng kê toa hay là theo đơn trực tiếp, là mình ngồi đây là dược sĩ, bác sĩ trả lời và chốt đơn luôn, mà mình vẫn có thể là bán được hàng trong khi tất cả bọn khác đang khó khăn, anh Hùng ạ. Không thiết là mình phải có web là tốt nhá, nhưng mình sẽ viết quảng cáo một cái thông điệp là chúng tôi nhận bán các loại thuốc kê đơn. Đấy, rồi thì nhận các loại thuốc phổ thông phổ biến. Đấy, các bạn chỉ cần là gọi điện theo số này, tức là lúc đấy mình sẽ khám bệnh qua Zalo, qua Facebook luôn. Rồi, xu hướng kinh doanh online thì các anh chị biết là thị trường thương mại điện tử kinh doanh online ở Việt Nam là rất là phát triển. Đấy, rất là phát triển trong 10 năm trở lại đây. Đấy, sản phẩm hàng điện tử có doanh thu khoảng, dự kiến thống kê là khoảng tầm 685 triệu đô, thời trang khoảng 660 triệu đô, đồ chơi 478 triệu đô, nhóm thực phẩm chăm sóc cá nhân 44 triệu. Thị trường Việt Nam đây là những cái số có thể thống kê, còn số không thống kê được thì nó cao hơn rất nhiều. Đấy. Sàn thương mại điện tử thì cạnh tranh rất cao về giá. Các giải pháp thanh toán giao hàng thì đều rất là đa dạng, đều rất là đa dạng. Ok, các cái dịch vụ nổi bật của công nghệ thông tin cái dịch vụ nổi bật của thức công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc bán hàng ở Việt Nam là tương đối đầy đủ. Ví dụ bao gồm các nền tảng thương mại điện tử như web, như page, như sàn có hết. Công nghệ tài chính như là ví, ví thanh toán điện tử, cổng thanh toán điện tử, app thanh toán điện tử rất nhiều, QR code các thứ để giúp cho việc thanh toán trực tuyến trở nên dễ dàng. Thanh toán trực tuyến dễ dàng thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta dễ dàng bán hàng và dễ dàng chốt đơn hơn rất nhiều. Đấy, dễ dàng chốt đơn hơn rất nhiều.
Tiếp tục là các cái ứng dụng. Các cái ứng dụng về gọi xe rồi như là Grab, như là Bi, như là Bamin, vân vân. Như là Bamin vân vân thì chúng ta thấy rằng là nó đang rất là phát triển và nó hỗ trợ cho cái việc giao hàng rất là hay. Đấy, hỗ trợ giao hàng rất là hay. Thì như thế thì chúng ta bán hàng nó mới được. Nên là anh Hùng thấy rằng là cái việc mà chúng ta bán hàng online toàn quốc hay là bán hàng online trong tỉnh thì nhờ có những cái dịch vụ như này mình không phải nuôi quân. Đấy, mình không phải nuôi quân, nó rất là hiệu quả và mình trả tiền theo đơn. Đúng không? Ví dụ anh ship thuốc này, hay là sau này anh ship thực phẩm này, hay là anh bán hàng online toàn quốc đều có thể được. Các phần mềm thì được hỗ trợ rất là đa dạng. Rất là đa dạng, phần mềm quản lý nhân viên, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý fanpage, phần mềm quản lý khách hàng bây giờ rất đa dạng, sẵn sàng. Đấy, rồi thì các cái nền tảng truyền thông trực tuyến như là web, như là YouTube, như là Facebook hay là Zalo thì rất đa dạng. Các công ty vận chuyển hàng hóa, logistics bây giờ thì cũng tương đối là đầy đủ và cạnh tranh rất cao. Giá khá là hợp lý, giá khá là hợp lý. Nên chúng ta có thể có quyền là lựa chọn nhiều đơn vị giao vận như Viettel Post hay là giao hàng nhanh hay giao hàng tiết kiệm. Đấy, rất nhiều những cái đơn vị như thế. Các công nghệ như là AI, theo phần mềm trí tuệ thông minh nhân tạo ML, là machine learning tức là máy học, hay là IoT tức là internet vạn vật, hay là blockchain vân vân, đúng không? Rồi thì các cái phần mềm phục vụ cho việc kinh doanh như là SaaS tức là cái phần mềm theo yêu cầu. Đấy. Hoặc là EduTech tức là cái giáo dục trực tuyến qua Zoom hay là qua video hay là qua phần mềm học tương tác rất là mạnh. Thì đây là những cái mà nó củng cố cho cái việc là nếu mà anh muốn phát triển thương mại điện tử, anh muốn bán hàng trực tuyến thì các nền tảng chuẩn bị nó rất là sẵn. Anh có thể yên tâm về điều đó. Hầu như những thứ mà anh cần, hầu như những thứ mà anh cần đều đã sẵn có. Đều đang rất là sẵn có. Đây, một số những cái thống kê anh Hùng có thể quan tâm, bởi vì mình muốn dấn thân vào lĩnh vực này thì mình sẽ thấy được là cái mình sẽ thấy được là cái sự phát triển cũng như là cái khả năng tiềm ẩn của nó, đúng không? Việt Nam bây giờ cái tạm làm tròn là có 97 triệu dân. Có khoảng 146 triệu điện thoại di động. Thế thì mỗi người dùng hai cái mà. Số lượng người sử dụng internet 68 triệu và số người sử dụng mạng xã hội là 65 triệu. Tóm lại là cứ trên 13 tuổi bây giờ là dùng hết rồi. Rất là kinh khủng. Riêng smartphone thì chiếm 93%. Laptop chiếm 65%. Các cái thiết bị có thể có khả năng phát video chiếm 10%. Các thiết bị game chiếm khoảng 7%. Smart home device tức là các cái sản phẩm nhà thông minh. Rồi thì smartwatch tức là đồng hồ thông minh thì hiện nay chiếm 18%. Mà smartwatch thì chủ yếu là của Apple Watch hoặc là của Samsung Watch. Đấy. Và các thiết bị đeo reality tức là các cái thiết bị đeo gọi là thực tế ảo thì 3%. Trong đó thì người Việt là dành ra 6 giờ 30 phút, thực tế số này nhiều hơn. Số này là năm tháng 1 năm 2020 thì bây giờ đã là tháng 6 năm 2021 rồi. Là 6,5 giờ một ngày. 6,5 giờ một ngày. Rất là nhiều. 6,5 giờ một ngày là bao nhiêu? Là
chúng ta sử dụng rất là nhiều thời gian cho Internet. Chính vì như thế, đây là Internet nó trở thành một công cụ bán hàng, công cụ truyền thông marketing rất là tốt. Và người Việt dành ra khoảng 2 tiếng rưỡi để chơi mạng xã hội, trong đó có Facebook chủ đạo, Zalo và YouTube, một số trẻ thì dùng thêm TikTok, đấy là những cái nền tảng chủ đạo. Còn ngoài những nền tảng này ra thì nó cũng có những nền tảng khác nữa nhưng mà không đáng kể, như là Telegram hay là Instagram hay là Snapchat hay là Twitter, thì những cái nền tảng này không đáng kể. Những cái chỉ số này rất là quan trọng nha, để chứng minh rằng là mình rất là tiềm năng khi mình làm thương mại điện tử bán lẻ trên toàn cầu, là tăng trưởng rất mạnh. Tăng trưởng rất mạnh. Năm 2021 dự kiến là 2.500 tỷ đô. Và khu vực riêng khu vực Đông Nam Á thì chúng ta thấy là dự kiến đến 2025 thì đạt khoảng 153 tỷ đô. Đông Nam Á thì có Việt Nam. Mục đích sử dụng Internet của người Việt thì chủ yếu là đọc báo, nghiên cứu, học tập, xem phim, chơi game, tìm kiếm thông tin mua hàng, truy cập email, tham gia diễn đàn, các hoạt động khác. Thế thì các anh chị thấy là, anh Hùng thấy là việc mà tìm kiếm thông tin mua hàng, đọc báo, xem mạng xã hội rất nhiều, chiếm đại đa số, thì chúng ta buộc phải xuất hiện ở trên đây, chúng ta bán hàng thôi. Các ngành hàng mà được mua bán nhiều nhất, các ngành hàng mà được mua bán nhiều nhất thì các chị thấy ở đây là có các loại hàng hóa làm đẹp, game, âm nhạc, tư vấn đào tạo trực tuyến, đặt chỗ, đặt tour, vé máy bay, sách, văn phòng phẩm, đồ công nghệ, thực phẩm, đồ dùng gia đình, quần áo mỹ phẩm. Đấy. Thế thì các anh chị thấy nhá, các cái dịch vụ spa làm đẹp rất cao, đúng không? Quần áo, giày dép, mỹ phẩm rất cao. Đấy. Cái câu chuyện đấy là gì? Mình phải chọn những cái ngành mà có lượng khách hàng lớn. Mình có phải chọn những ngành có lượng khách hàng lớn để làm gì, đúng không? Lượng khách hàng lớn để mà mình nhảy vào thị trường nó mới ngon. Ví dụ như anh Hùng mà muốn anh Hùng mà muốn bán cái sản phẩm hàng tiêu dùng cũng rất là được, hoặc là thực phẩm chức năng, hoặc là thời trang. Đấy. Nếu mà quan trọng là mình phải xác định được cái nguồn hàng nó đủ tốt, đủ lớn. Được chưa? Đây là những cái nhóm ngành hàng để cho mình biết là mình thống kê mình nên nhảy vào lĩnh vực gì. Ví dụ như là mua vé máy bay, tàu hỏa, các thứ thì mua online nhiều nhưng mà đừng nhảy vào. Ngành này biên độ lợi nhuận rất mỏng, cực kỳ mỏng. Bán một cái vé máy bay được có 50.000 thôi, không ăn thua. Cực kỳ mỏng. Hãy chọn những ngành có sản lượng lớn nhưng lại có lợi nhuận cao. Mà anh đang nắm được một số cái ngành đấy rất lợi thế, đấy là ngành dược, ngành thuốc, ngành dược mỹ phẩm. Anh có thể phát triển ngành dược mỹ phẩm. Tức là mỹ phẩm nhưng có yếu tố dược chất thì định giá được cao hơn, mà khách lại có xu hướng thích nhiều hơn. Đó. Người Việt Nam thì mua hàng qua web thương mại điện tử chiếm khoảng 74%, mua trên các diễn đàn chiếm khoảng 57%, và các ứng dụng thương mại di động khác. Đó, và tăng trưởng rất cao. Các yếu tố quyết định là yếu tố mua sắm trực tuyến bao gồm uy tín và công nghệ của website đó. Uy tín và công nghệ của website đó. Tức là mình phải làm cái web nó phải ngon lành cành đào. Đúng không? Mình phải làm cái web nó phải ngon lành cành đào. Đấy. Ứng dụng nó phải ngon. Phương thức đặt mua là phải thuận tiện, thuận lợi. Phương thức đặt mua phải thuận tiện, thuận lợi. Và dịch vụ chăm sóc khách hàng phải tốt. Chính sách đổi trả, bảo hành sản phẩm dịch vụ tốt, vận chuyển hàng hóa tốt, uy tín của đơn vị hàng bán. Đây là những yếu tố mà mình khi mình bán hàng online mình phải tập trung vào.
Thì mình thiết kế cái chính sách đổi trả bảo hành, bảo vệ, bảo hành bảo trì cho cái sản phẩm dịch vụ, để mà có thể khách hàng người ta dễ dàng tin tưởng, người ta mua. Hay là vận chuyển đấy. Vận chuyển thì ví dụ đơn hàng từ bao nhiêu tiền đấy mình phải miễn phí cho người ta, hay là đơn hàng từ mấy sản phẩm trở lên mình miễn phí cho người ta. Mình xây dựng thương hiệu của người bán. Nếu mà thương hiệu của người bán tốt, một ngày có thể bán cả 1.000 đơn.